Tiếp tục lại lên series giới thiệu một chiếc Mercedes 200 sản xuất năm 2011 với cái tông màu trắng ngọc trinh cực kỳ là đẹp anh em nhé. Với em thì nó là chùm của Mercedes của miền Bắc rồi. Nếu mà để nói về Mercedes, những cái loại Mercedes, Mercedes E động cơ 1.8 hay 3.0, những cái chiếc xe liền lạc không lỗi lầm gì, và những chiếc xe về chỉ việc sẵn sử dụng thôi, thì đây lại tiếp tục về một em, một chủ sử dụng từ mới màu trắng nguyên bản của xe, rất là đẹp luôn. Đây, mọi người nhìn chưa? Đấy, cửa tiền 340 triệu đồng. Anh chị em nào mà thích sở hữu mẹt, sở hữu một chiếc xe hạng sang, cửa tiền anh quanh hơn 300 triệu đồng một chút thôi thì đã mua được em nó rồi nhé. Không phải là trả góp đâu, trả thẳng một phát mà có khi còn bớt thêm tí lọc nữa cơ. Thì trước khi vào video chi tiết của em Mercedes này, thì nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Ô Tô Chất, thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày trong ngày tháng anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ đi vào tổng thành chi tiết của em Mercedes 200 sản xuất năm 2011, động cơ 1.8, số tự động dẫn động cầu sau này, máy CGI, một con máy cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng turbo tăng áp cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, nội thất màu đen nhá, sơn xi bên ngoài thì không cần nói nhiều rồi. Một vài chi tiết thì xe nào cũng có cái dòng Mercedes này, nó phổ thông như nhau. Đây, các bạn nhìn chưa? Nội thất rất là đẹp, nội thất đen này. Tổng lưng hạ kính chỉnh điện này, auto tự động nhá, gương kính chỉnh điện cục xe đầy đủ, đèn pha auto tự động đầy đủ này. Đấy, ga tự động này. Gạt mưa và chế độ rảnh tay trên vô lăng, hai luồng đều là độc lập và riêng biệt. Đấy, 6 túi khí an toàn. Máy thì máy bao zin anh chị nhá, không có tai nạn đâm xô gì cả, không ngập nước nhá. Đấy, 6 túi khí an toàn luôn. Rất là đẹp nhá, rất là gọn gàng. 340 triệu. Đó. Hàng ghế sau này rất là rộng rãi này, sử dụng dẫn động cầu sau các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Thì đây là cái đường ống là cái trục cắt đăng nó đi ấy nhá. Trục đăng nó dẫn động cầu sau, mà xe mà đã dẫn động cầu sau nó cực kỳ là khỏe luôn. Sơn xi đẹp, nội thất đẹp, nói chung là gọn gàng. Không phải làm thêm bất kỳ một cái hạng mục gì anh chị nhá. Còn đầu xe đây, mặt ga lăng, lưới tản nhiệt, đèn pha, đấy, cảm biến khoảng cách đầy đủ, đèn bi xi lông, rửa đèn, cảm biến khoảng cách trước. Đấy, xe thì có trang bị hệ thống cân bằng điện tử này, đầy đủ nhá. Một dàn nốt còn khá là ok. Đăng kiểm thì đến tháng 8 năm 2025. Đến tháng 8 năm 2025. Đấy, về anh em chỉ việc sẵn đi thôi. Mâm 5 chấu kép nguyên bản của xe. Đó. Bản này bản blue này. Ok chưa? Gọn gàng, sạch sẽ. Rất là đẹp luôn. Trắng, cửa trắng ngọc trinh đây. Bạch công tử đây. Về chỉ việc sẵn đi thôi. Đó. Ok chưa? Túi khí an toàn này, nguyên bản của xe này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Táp lô. Nó rất là đẹp. Táp ly này. Đấy, ok chưa? Sẵn sử dụng. Ghế này, nguyên bản của xe nhá. Số tự động này, điều hòa auto tự động này, đầu CD 6 đĩa nguyên bản của xe này. Đấy, có chế độ Sport thể thao này. Hai đây, chìa khóa của em ở đây nhá. Không biết là có một hay hai chìa khóa. Thường thường là có hai. Đấy. Ok anh chị em nhé. Anh chị em nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 nhé. Em Duy Quang Ô Tô Chất các bác nhé.